À, mỗi thời chúng ta tu xong mà đại gia đình chúng ta ngồi lại với nhau giống như là động viên nhau niệm phật cái việc mình là những con người giải đải của nhiều đời nhiều kiếp thì <laughs> gặp phật pháp biết niệm phật nhưng mà giải đải bê tha nên bây giờ mới gặp nhau ở cõi ta bà này gặp nhiều sự trở ngại khổ đau chứ nếu mà quyết chí thì về cực lạc mất tiêu không phải mới đời này đâu nghe quý vị mà là nhiều đời nhiều kiếp chúng ta là những người giải đải bê tha giải đải bê tha mà còn hẹn gặp nhau coi ta bà nữa. <laughs> thì nói xanh cực lạc nhưng mà chưa quyết tâm hồi đời này mình quyết tâm đi quý vị ai đời này quyết tâm đưa ta anh coi thử này Ừ, đúng rồi quyết tâm quyết chí nghe ừ đó <laughs> nên thì biết rằng là thỉnh phật về nhà thờ ở trong gia đình là thù thắng nhưng nếu trong nhà mà không có người niệm phật thì tượng phật thờ ở nhà chưa thù thắng quá đâu nhà của quý vị mà đang có một vị Phật sống ở trong nhà niệm Phật là thù thắng là quý vị ấy, vì niệm Phật sẽ thành Phật nên mấy ông chồng mà vợ mà đi làm kiếm tiền được đó thì phải hộ trì cho mấy ông mấy bà tu được ở nhà tôi đi làm bà ở nhà tu bốn thờ cho tôi nó thấy chưa đó tới Quý vị mà thật sự mới làm được điều này đó rồi vị sẽ thấy cái gia đình của quý vị nội mà chỗ này thôi vị sẽ lý nè cái này sẽ lý nè nghe nè <laughs> thí dụ một con người nghiệp chướng nặng nề cái tâm địa họ hẹp hòi họ nghe có vật hiệu nói không không bao giờ nghe được ừ. khi họ nghe có vật hiệu cái là họ sẽ đi chỗ khác liền cái này thôi vì đã hiểu rồi si rộng ra đi vì thì những cái thành phần không đặc biệt ở trong nhà mình khi vị niệm phật từ, từ 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 rồi họ sẽ bỏ đi mất cái gia đạo quý vị sẽ được tích lọc sạch sẽ lại và tự nhiên cái từ trường trong nhà bị tốt đó nên đặt một người ở trong nhà mà chịu tu ngày bốn thờ là gia đình bị đại phước báo nó thiệt nó hòa thượng diệu liên ngày nói một câu rằng dù một ngày bạn kiếm được nhiều tiền nhưng không thể nào bạn niệm phật năm mười phút bằng niệm phật năm mười phút được vì sao một bên là phước báo thế gian một bên là công đức sức thế gian nên nhà của bạn mà chỉ cần có một người vào đó ngồi niệm phật Đấy không? Thì biết thù thắng cái nào chưa Không chi nhà quý vị, vị hiện tại Đang hơn 1.000 người đang niệm Phật ở trong. Cái này mới ghê Ý <laughs> chứ còn bật cái điện thoại lên thôi Là nhà quý vị, vị Buổi sáng hơn 1.000 người Hoặc 1.400 người tu trong nhà quý vị chứ Thờ 8 h Thì nhà quý vị gần 700 người tu trong nhà quý vị Thờ buổi chiều 2:10 Thì nhà quý vị Gần 800 người tu trong nhà quý vị thờ buổi tối thì cũng ngàn mấy trăm người tu trong nhà quý vị thù thắng cái nào chỉ cần bắt chiếc điện thoại lên thôi bắt cái tivi lên thôi đó nên từ nơi đó mà cái cảm giác tu một thờ nó an lạc nó tuyệt vời sao đâu á mà quý vị tu với những đức quý vị nhìn cái mặt như đức vị thấy cũng mắc cười nữa đừng có cái mặt mắc cười giống gì chứ á nhìn cái mắt cười mà như đức thích làm cho người khác cười nghe quý vị nó thật đó dù mình làm xấu cái mặt kỳ cục thì sao không biết nhưng mà người ta cười là những đức vui thích làm cho người khác cười vậy ơi mình thích vậy đó kệ vô duyên gì đó ai gặp mình là người ta phải mắc cười mình niệm phật giết cái tâm mình gì nữa quý vị mình niệm phật giết mình phải có cái tâm này nè nghe nhớ này nghe cái tâm là nợ người ta thiếu mình không muốn đòi mà mình thiếu người ta thì mình muốn trả thấy chưa Nợ người ta thiếu mình, mình không muốn đòi. Nhưng mà mình thiếu người ta, mình muốn trả. Quý vị mà tu tập có cái tâm đó là số 1 đặc biệt. Tại vì có người mình phần nhiều là đa phần là nó đi ngược lại. Đi ngược lại hiểu chưa? Là nợ người ta thiếu mình thì mình đi đòi cho bằng được. Mà nợ mình thiếu người ta thì mình lãng quên. Mình không muốn nói tới đâu. <laughs> không muốn nhắc tới cái chuyện thiếu nợ người ta quý vị thì có tiền trong nhà mà không muốn trả nghe trả nó 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 ruột kỳ cục <laughs> đau xót trong khỏi lòng nó cái bệnh này là cái bệnh bình thường của phàm phu chúng ta nó kỳ cục vậy đó đó mình xem lại cái bệnh này, này nguy hiểm nên bây giờ mình tu học làm sao nghe nếu mà nghiệp duyên đến ta đòi thì phải vui trả Thấy không còn người ta thiếu mình thì thôi mình không muốn đòi nhưng không muốn đòi nó cần phải phải trả không đòi cũng trả. nó thì mình khỏi cần muốn đòi thì cái tâm mình nó rất là an lạc rất là thoải mái giống như mình cho nó mượn tiền Thì mình đừng có nghĩ người ta trả Thì nếu mà người ta không trả thì nó không sao chỉ nếu mà mình nghĩ mình mượn mình cho mượn vài ngày mình trả nghe vài ngày nó chốt mất tiêu mình cắn lưỡi luôn mình tức tối chứ không có chuyện dẫn chất à từ nơi đó đó ví dụ nợ tiền nợ tình bây giờ mình mình thiếu tình người ta mình trả người ta thiếu tình mình mình không muốn đọt đó <laughs> nó thấy không cái tâm vậy đó thí dụ như bây giờ đi chồng mình nó thương mình vô cùng vậy đó mà tự nhiên gặp nhỏ khác thương nhỏ khác bỏ mình mình nói nhỏ kia lấy chồng mình chứ thật sự thì là mình đã từng thiếu tình của nhỏ kia mình đã từng nhiều đời nhiều kiếp mình lấy chồng người ta đời này người ta lỡ ta lấy chồng mình lại nếu mà mình biết tu thì mình nói, thôi thôi, thôi. thôi trả đại thằng chồng cho nó luôn đi xong à, thì mình hiểu được nguyên lý này nó không đơn giản đâu vị ơi thì nó đơn giản gì đó nó nghe câu bình thường vậy đó nhưng nó không đơn giản làm thì cả vấn đề tại cái tình cảm của ai mình chia cho người khác được mà mình dám chia tại vì mình biết hữu tình chúng sanh cái gì trong cuộc đời cũng chia được chứ á tại vì hữu tình là gặp nhau trong cuộc đời này thuận duyên nghịch duyên thì bây giờ thôi trả đi cho xong tại vì thật sự nếu như quý vị muốn về thế giới cực lạc là trả còn nếu quý vị nói con, con muốn gì cực lạc muốn gì cực lạc nhưng chưa thật sự muốn con muốn gì cực lạc chưa chưa muốn à. <laughs> muốn gì cực lạc lắm muốn gì cực lạc lắm nhưng mà chồng mình chỉ cần nhìn ai một cái mất mắt không hay gì biết chưa nó 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 chưa thật sự muốn gì nó nên thật sự muốn gì là bị trả liền nó. nên trong cuộc đời này nợ tiền nợ tình nợ mạng chúng ta phải trả không trả cuộc đời này thì chúng ta trả trong tam độ ác đạo suy nghĩ đi không trả ở đây thì trả tam độ ác đạo thôi ngồi suy nghĩ đi nên phật thích ca mâu ni ngài nói rằng này các con hãy chịu khó chịu khổ thấy chưa một đời ngắt mũi thôi chịu khó là trong cuộc đời này đa dạng cái khó chúng ta phải gặp chịu khổ là trong cuộc đời này đa dạng cái khổ chúng ta phải chịu mang thân này là còn khổ mang thân này là còn khó ngồi, ngồi suy nghĩ đúng không nó, cái khó thiếu ăn thiếu mặc thiếu nhà đó. nó đủ thứ rồi đó, đủ thứ cái khổ khổ thăng bệnh đau rồi thăng lúc này lúc nọ lúc kia cái thấy không đi dắt té cái chặt cái chân cũng khổ thấy không mang cái thăng này là còn khổ nên tại sao chúng ta muốn sanh thế giới cực lạc vì thế giới cực lạc không có khó không có khổ nên chúng ta muốn gì cực lạc nội mà bây giờ bị bị niệm phật thì chưa gì cực lạc thôi nha mà cái tâm ở cõi này của quý vị Đã có được sự an lạc rồi nè Bây giờ như Đức nói 100% những người niệm Phật ở đây Quý vị đều có sự an lạc đó Nên quý vị mới niệm Phật Chứ nếu như quý vị niệm Phật mà không an lạc niệm gì không? Có những người cũng nhà cao cửa rộng đó Vậy mà sáng thức sớm đi niệm Phật Vì sao? Vì mình có được sự an lạc Của nội tâm Chứ nếu như quý vị niệm Phật mà không an lạc Cái dân niệm làm gì Đúng không? nó có những cô làm tấm hình như được bự cho bác bà lễ phật nói đúng là tội nghiệp mình gì? hiểu chưa hiểu chưa ngồi sau lưng á nên từ nơi đó mà mình thấy kệ đi ngồi đâu cũng được miễn thấy là niệm phật là mình thấy vui nó nên từ nơi đó mà mình đến nhau trong cuộc đời này mình dùng đa dạng phương tiện làm sao mà nó gỡ bớt những cái rắc rối trong nội tâm cái cảm ơn người ta lớn nhất là gì biết không là người ta gỡ những cái rắc rối trong nội tâm mình ra giùm mình vì có người có tiền nhiều của cái vật chất nhưng mà bởi vì không gỡ được những cái rắc rối trong nội tâm thì vì không có một nụ cười hồn nhiên tươi trẻ thì bị sống nhận là đau khổ thật sự luôn á có những người mình có tiền bạc vật chất đó nhưng mà mình không có nụ cười mà mình có cười đi chăng nữa Mà mình cười giống như là mình cười gưỡng cười gạo Cười xạo chưa? Cười gưỡng cười gạo cười xạo Thì biết cười xạo cười sao Chào chị Chào chị Đó, Cười xạo Xả dao quý vị Xả cái dao xuống Sao chịu nổi Còn... Quý vị mà an lạc thật sự là cái nụ cười Quý vị nó dính lại luôn Thì cười, cười xong nó dính lại là nó giữ nụ cười lại chịu mình cười. <cười> nó thấy chưa? Dính làng chút, còn cười xả giao thì chào chị. Chào chị. Nó xả giao đó. Nên quý vị là bây giờ là nội tâm quý vị nó đang an lạc, thấy chưa? Nên khi mà nhận đức tôi quý vị có khi ngồi nhìn thấy những người mà ngủ gục tội nghiệp. Thấy công nhận việc tình ghê. Ngồi mà mấy bà liêm nhiêm mắt ngủ lắm bởi à, vì lúc bình thường nhìn con người nó sáng sủa hay vì nhưng mà lúc nó ngủ gục nhìn tội mình... <laughs> nhìn cái mặt tèm nhem tức nhuốc không mắt liêm nhiêm bởi <laughs> vì đấy cái người nào mà ngồi kế vì mà ngủ gục đi khi mà niệm phật nghe cái gì vì, vì vì nghe họ niệm phật ngủ dù mình ai gì đó vẫn ai gì đà Phật ai gì đà Phật ai gì đó vẫn ai gì đà vật ngồi kế mình hờ, hờ, hờ. <laughs> Đấy, mình nhớ nghe vậy cái lúc đó đó họ đang ngủ vậy đó bị khiều họ phải cản thẳng nó quay lên nó sực mình đó mình kêu nó nó sực mình đó Nhưng khi mình khiều cái 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 Này cái 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 họ ngủ cái 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 sẽ thức dậy họ niệm Ừ Nó, thức, nó ngủ một chút, thức Giống như có cái 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 thức cái 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 ồ ngồi cũng đi phật mình ái với đâu bác ái với đó bác à, à. bất kể chú thích chuyện niệm liên quý vị rõ ràng luôn mà bữa nào mà có ai nghe lợn niệm vật chung lỏng ít ngủ <laughs> đó ngủ ghê vị ơi đúng là đức chúng vô biển cảm minh mong thiệt ờ à, có người ta đông đông lỡ nó nó không ngủ nghe ờ à, có một mình nó ngủ ác đạn lắm với quen quen là nó gì nó ngủ còn thấy lạ lạ là nó không ngủ nó ví dụ như bây giờ đi một nhóm nhóm gái trẻ này nó ngồi nó niệm phật nó thường ngày nó ngủ mà thử bữa nào có thằng trai trẻ trẻ lại đi ngồi bên kia niệm nó không dám ngủ tại nó mắc cỡ nó không dám ngủ chứ gì chứ nó bị theo cái cái đức của cái chúng là nó như vậy đó nó giống như bị ngồi đây bị niệm phật mà bị ngủ Nó bấm xuống thấy chân mà thôi thôi vì để cho những đức thấy vì nghĩ như đức đang thấy vì đang niệm phật mà ngủ lại vì không dám ngủ đó mà không phải mình những đứa thấy đâu mà cả một số lượng của người ta cả cái thế giới này thấy bị ngủ nó <laughs> phải điện giản như những đứa kêu của chú tâm kêu chú tâm nhiên này nè ông chụp tấm hình bị ngủ đưa những đứa con để những đứa thu thập tất cả những người mà niệm phật ngủ Thấy không để mỗi ngày những đứa tu những đứa để trước mặt những đứa cái thao Thấy cái tấm hình này rửa ra bỏ vô thao Và những đứa lễ phật đứa lễ lưu quý vị để cầu nguyện cho quý vị đỡ ngủ à, thật sự quý vị mình phải có tấm lòng gì đó thì quý vị tại thấy tại sao lúc nào như đức cũng tỉnh là vì như đức có cái tâm này nên như đức mới tỉnh thấy người ta ngủ mà mình không có, thương, có, bực bội mình thương người ta mình tội nghiệp người ta mà mình lại cầu nguyện phụ cho người ta để cho đỡ ngủ mình nhiều đời nhiều kiếp mà mình niệm phật không giảng sanh là do mình ngủ rồi đó ngủ sao giảng sanh vậy ngủ mới giảng sanh đó vì yêu đi vào mà ngủ sao giảng sanh quý vị bây giờ lúc bình thường mình tỉnh là mình còn ngủ cặn đứa nghiệp là mình mê chắc chắn luôn nên cái người mà ngủ nhiều là cặn đứa nghiệp là chắc chắn luôn nằm <laughs> vậy sao giáng sanh à, nên mình phải niệm phật làm sao mà mình 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 mình, mình, mình niệm từ từ, từ 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 mình tu từ nó tỉnh luôn nó tỉnh táo là nó sẽ giảng như những đức là cái phần giáng sanh nó cao lắm tại vì nó tỉnh <laughs> thấy không? bây giờ như đức tu mà ngủ gục đâu Có như đức nhắm mắt như đức ngủ như đứa cũng chọc vì cười chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe thấy trong đó có nhiều người ngủ gục á, những đức ngủ gục á, cho vị thấy đó. vị thấy những đứa ngủ gục quý vị nhìn cái mặt ngủ gục làm sao để quý vị đừng có ngủ gục đó. Ý như đức vậy đó. Nói rõ cho nghe. <laughs> từ, từ đó mà hồi buổi sáng tôi xong rồi đã cả đại gia đình mà ngồi nói chuyện vậy vì thấy vui không? Dù là bây giờ mình mỗi người mỗi nơi mỗi người mỗi ngã. lúc trước tôi râm mà trên chùa có cái câu của lão nói thầy biết không có bữa thầy ngồi thầy nói chuyện tự nhiên nói chuyện con cười mình cái tự nhiên thằng chồng thì nó thường con niệm phật nó không thích xong bữa đó con ngồi cười sát sắc 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 nó đến cái bên con đâu hay ở sau lưng nó gõ đầu cái bớt quay lại <cười> <cười> nhìn, nhìn thấy nó bỏ nó đi à, nên có khi mình cũng gặp trường hợp đó đó quý vị cái đang nghe nhà đức nói chuyện bị cười khơ khơ tưởng nó khùng ở trận của mình cười nó gõ lên đầu cái lúc đó mới biết mình là bồ tát thật hay bồ tát giả ừ, uhm, chứ không phải diễn giỡn đâu nó nên mình tu trong cái gia đình mình nó có nhiều cái trở ngại lúc đó quý vị sẽ được luyện, cái tâm nhá không nên sáng mà tu thờ gì cả ngày quý vị tuyệt vời Trời ôi một chút bước ra quý vị thấy quý vị đi quý vị nhìn nghe trước cả trước nhà quý vị nhìn gà nhìn heo nhìn con nào quý vị thấy cũng dễ thương cái <laughs> cái cái tâm mà nó nó vui rồi nghe quý vị bí nhìn gà nhìn heo nhìn bông gì nhìn bông gì cũng đẹp bông tàn cũng đẹp luôn tại vì cái tâm nó vui rồi nhìn cảnh nó vui còn người mà tâm buồn rồi cái nhìn nó cũng sốc à, quý vị thử đi chút quý vị ra ngoài vì coi thử, thử, thử thí nghiệm một chút này nghe một chút xíu nè vừa tu xong đứng lên đi ra ngoài nhìn thử cái sẽ biết đẹp che yeah, hô được có đội quá đẹp tại vì sao cái tâm nó vui không? nên cố gắng lên niệm phật lên tu nhất là thứ bảy chủ nhật này, lên tu đều luôn ai mà sắp xếp được lên tu đều luôn nghe không Đó. rồi mỗi tuần chủ nhật như đức hướng dẫn lễ phật đồ này kia rồi tối hôm nay 12 giờ khuya ai thức dậy lên tu 12 giờ khuya nhưng mà nhớ kỹ phải có phát tâm cái này nè nghe 12 giờ khuya con thức con tu sáng con vẫn tu nếu 12 giờ khuya con tu mà sáng nghỉ tu thôi thà 12 giờ khuya đừng tu <laughs> <laughs> cũ luôn còn ngon hơn sáng tu chứ giờ 12 giờ khuya mà thức tu sáng nghỉ tu vậy làm chi thà ngủ luôn phất cho rồi còn nếu mà phát tâm được 12 giờ khuya tu còn sáng mai cũng tu thì 12 giờ khuya tu là nói rất rõ ràng, không có ép nghe không Nó, Có mặt có mặt, không, không trách ai chứ Tùy duyên Tùy duyên Nhớ nghe. Thôi chúc vui an lạc, ai gì đào Phật à, Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc đi, ơi. Ai gì đào Phật Ai gì đào Phật Ai gì đào Phật